Hello Chép Dự. Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà. Chép Dự đang làm gì đây? Đây, Chép Dự đang làm cái món. Chép Dự đang làm cái món cua xào gừng hành. Quá hấp dẫn luôn ha. Quá hấp dẫn luôn. Mình ready for somebody birthday in my house today. Birthday boys. Bữa nay sinh nhật James. Surprise, surprise dinner birthday. Mình mới đi chợ về, mình thấy cua ngon quá nên mình đi mua cua. Mình surprise chồng, rồi chồng đi làm về chồng nấu. Anh Dự đang nấu. Nãy giờ anh Dự chiên một ba con cua rất là ngon. Đó, Chép Dự là chỉ nấu món tiệc thôi à. Đó, đó thấy không, bóc dục nữa nè, bóc dục nè, bí kíp không, không biết bỏ gì nữa. Đó, nước mắm mega chép. Bữa nay sao mình tới hả? Để nha, để cô Ánh đang livestream cái này. Rồi để đây, rồi đó. Hoa đi đâu? Okay. Đó, đường đó. Chép Dự là nhìn bằng mắt và tính trong đầu thôi, chứ còn không có bao giờ biết, là không có cân đo đong đếm gì hết trơn á. Đó, bột ngọt nấm đó, thấy không? Trời ơi, ổng pha chế đồ ăn mà giống như ổng pha chemical trong hãng gì đó, thấy ghê không? Đó, dân chemical mà vô trong hãng, nấu pha chemical acid hạng nặng không đó, mà về nhà là bóc dục với chọi liền không, thành ra vợ không bao giờ biết formula. Đâu dám nấu. Thường thường mấy người mà dân làm chemistry họ nấu ăn rất là ngon nha. Rồi họ pha chế chemical trong hãng rất là nhiều. Đấy. Đó, ông pha chế gì đây không biết nữa. Không bao giờ cân đo đong đếm hết trơn. Nhà không bao giờ có cây cân. Không biết bỏ gì nữa. Bột năng Hello cô Hà, đang livestream cô Ánh đang livestream làm cua xào gừng hành. Chú Dự làm, bữa nay cô Ánh không có nấu. ngồi đó đi, cô Ánh số hưởng. Hello chị Trang đó. Đó. Đây. Ok, muốn để đây cũng được. Ok. Để cho. Đó, không biết nữa, không biết bao nhiêu muỗng này. Bột gì vậy anh Dự? Bột năng, chứ không phải bột bắp hả? Đó, anh muốn làm lên đó. Khi đàn ông vào bếp nó khác với đàn bà. Khi người đàn ông ở trong nhà bếp. Đó. Chemical engineer mà pha đồ ăn là vậy đó. Không có cân. Chỉ cần nhìn bao nhiêu đó là nắm chọi liền không mà đó. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Không biết. Đó. Tôm hùm, cua rang me, cua rang muối, cua xào gừng hành, cá nướng, cá đúc, lò, súp, măng cua, cơm chiên diêu châu, bò nhúc nhích, ý lộn, bò lúc lắc, nói lộn. Đó. Rồi chem chép, xào me luôn. Rồi chim cút của Chép Dự mà coi như là số dách luôn. Đó, đúng chưa? Vì bóc dục hoài nãy giờ không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ ai mà hỏi không biết bao nhiêu muỗng đâu. Cái này là viết lại procedure đi Chép Dự. Ở trong hãng người ta làm gì người ta cũng viết lại procedure để cho nhân viên vô coi nhìn đọc theo trình tự 1, 2, 3, 4, 5. Đó, còn mình đó là thợ dịnh rồi đó, thấy chưa, sành sạch đó không? Không biết mắt của chàng kêu sành sạch là sạch cỡ nào đấy không? Mình mà ngơ ngơ vô là coi như nó đặt cục quẹo luôn. Đó, thấy chưa? Easy lắm.
Cái này là không có nằm trong chiến lược và ngày hôm nay gì hết trơn á. Mình chỉ đi chợ, mình thấy cua là mình bóc về thôi, mà không báo cho chồng biết luôn. Về đến nhà nhìn ba cua hết hồn luôn. Người người đi chợ thì không có biết làm, mà người đầu bếp mà mình không order đó là về đến nhà xỉu luôn. Tại vì anh Dự không muốn ăn cua luộc. Ngọc Ánh, anh Dự mà không vô nấu là phải cắn răng ăn cua luộc thôi, chứ đâu biết làm gì hơn đó. Mình gài game là dính à. Mình gài game là dính à. Gài game là dính thôi. Vậy không 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 chấp nhận ăn cua luộc là cho như lăn xả vô nấu à. Âm mưu đen tối của em đó chưa đó. Mấy ngày nay mình stress quá rồi, mình đi vận động cho tổng thống Trump rally mệt quá rồi ha. Bữa nay mình phải tẩm bổ ha. Chiều nay là mình đóng chốt ở nhà chuẩn bị được rồi đó. Chuẩn bị Trump party every day được rồi đó. Thấy không? Cái tay làm gọn băng à. Quá đã luôn ha. Ba con cua. Cua này cua đực hay cua cái vậy anh Dự? Cua mái. Hả? Cua mái. Cua mái. Cua mái hả? Làm sao mình biết con cua đực hay con cua cái, khi mà mình cầm mình làm mình có biết không? Cua nào có trứng nhiều là ơi. Cua chua rồi, cua nào anh Dự nói cua nào trứng nhiều là cua cái, còn cua đực nó không có nhiều trứng. Mà bữa nay được. Mà cái con cua đó hồi nãy có gặt nhiều không? Vậy là con cua đó là không đực không cái gì, nó chính giữa rồi. Sáng giờ mình nhịn ăn á, hồi trưa mình cũng chẳng có ăn gì hết trơn. Mấy ngày nay mình thao thức vì tổng thống châm quá rồi, suy sụp tinh thần rồi. Bữa nay mình phải tẩm bổ lại để chuẩn bị qua kế hoạch khác, chứ mình mắc kẹt cái vụ 8-9 tháng nay mệt mỏi lắm rồi. Gắng chịu đựng một ngày nữa đi bà con ơi. Cua xào gần hàm. Ba làm gì vậy? Ba làm cua xào gần hàm. Để hai cái mui vô nữa đó, để làm trang trí đó. Cái mui đó thì mình ra ngoài nhà hàng thì mình đâu có ăn, mình để chưng cho nó đẹp thôi. Chấm mút liếm ha. Thường thường á, ăn cua nó gọi là finger food. Mà finger food nó ngon nhất là mình phải licking ha. Licking là mình ăn ở ngoài tiệm nhiều khi nó cũng không có tự nhiên nữa. Nhiều khi mình cần rất là nhiều napkin, rồi mình đeo cái bếp vô, rồi hồi áo quần mình ăn không khéo, hồi nó tùm lum hết trơn à. Nó vô quần vô áo mà mình chấm mút liếm ở ngoài công cộng nó cũng hơi kỳ kỳ ha. Thôi cái món này mình phải yêu cầu là ăn ở nhà, rồi mình ngồi mình cạp mình khều khều mấy cái cua đồ ra. Ủa hồi nãy anh có đập dập mấy cái càng ra không? Đập nát hết rồi hả? Đập thì đập chứ hồi cũng phải lấy cái đồ khều khều nó ra. Trời ơi, đi làm về chưa kịp thay đồ luôn, vừa về đến nhà thấy ba con cua hết hồn hết vía luôn. Vợ đúng là vợ chơi nhiều chiêu bất ngờ lắm. Không đỡ nổi đâu. Mấy bà vợ mà cỡ mình là coi như chồng không đỡ nổi. Đó, thấy chưa? Đó. Còn chẳng những nấu ngon mà còn trang trí đẹp nữa. Đó, nghệ thuật lắm. Đó, bắt đầu trưng bày nè. Trưng bày nè. Đó, lắc. Làm chưa? Nói chứ Ngọc Ánh sợ là mấy cái con đồ biển này lắm. Nhìn thấy nó khiếp quá à. Nó nhúc nhích rồi nó bò rồi nó lung tung quá, không biết xử lý nó như thế nào. Mình chỉ nấu đồ nước, làm gỏi, làm mấy cái khác thôi. Còn ba cái món tiệc này là chef Dự phải ra tay. Mình nhìn con cua là khiếp rồi. Con cua với con tôm hùm mình nhìn thấy nó, mình thấy nó bự quá rồi, mình phải chặt chém nó, mình sợ quá. Đó, thấy chưa, nhanh lắm. Ủa phỏng coi chừng. Ủa sao ba con mà sao có hai cái mu vậy? Cái mu kia dục rồi. Ồ, cái mu kia dục rồi hả? Rồi, xong. Đó đây nè. Từ từ. Để nó nóng.
Đó, từ 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 đây. Nếu có ngò bỏ lên nữa. Đó, đó có ngò trong tủ lạnh rồi mà. Đó, thấy chưa? Cái này là surprise đó, surprise dinner đó. Đó, mà Chem sinh nhật Chem bữa nay, Chem đâu có thích ăn mấy món này đâu. Không thấy ngò đâu. Ờ, anh giữ bên tay phải. Bên tay phải đem sữa. Chưa sạch cái bịch nhỏ đó gì. Em zip lock ở trên đó. Yes, that's it. Nó đẹp chưa? Mẹ của Holly mới đem cái bánh Baguette qua làm cho Chem birthday. Rồi bữa nay không có phải bữa nay birthday của Chem, nhưng mà mình chưa có định celebration, mình định quyết định mình mới làm. Đẹp không? Đó. Anh lấy máy chụp hình đi, tại mắc livestream rồi giờ chụp không được. Đẹp không? Có ai order catering chép dự không? Chép dự nấu cho. Bây giờ chép dự bà giờ rảnh rảnh là chép dự nhận order đó. Để Ngọc Ánh làm lấy order ha, I'm be an agent đó. Ý lộn, không phải agent. Đồ ăn mà đâu cần phải qua agent. Cái này bệnh nghề nghiệp rồi. Chừng nào bảo hiểm nhân thọ hay địa ốc hay insurance hay cái gì người ta mới cần agent. Có ai cần lấy order không? Đó, cua rang me, cua xào gừng hành, cua rang bơ, cua chiên bơ luôn. Nhanh gọn lẹ ngon quá. Rồi em mời cả nhà mình ha. Rồi ăn vô, ăn với cơm trắng, ăn với bánh mì cũng được, còn không, ăn không. Thêm hai chai bia đâu. This is the yummy dinner. Đó, quá chừng hấp dẫn luôn, quá đã luôn. Nhìn là bảo đảm ngon rồi. Nhìn là bảo đảm ngon rồi. Đó, thấy chưa? Hello Hạnh. Này chị Ánh không có biết làm nha, món này chị Ánh chưa có làm đâu. Này anh Dự làm, chị Ánh không có làm đồ biển. Chị Ánh chưa bao giờ có cơ hội làm hết trơn mà cũng không dám làm nữa. Tại vì thấy đầu bếp này quá sành điệu rồi, mình mà làm xong rồi mình bị cái áp lực nó cũng hơi cao ha. Mình làm xong mình đi hớ hàng là coi như mình quê lắm, thành ra thôi khỏi làm, để cho chồng làm luôn. Chỉ cần muốn ăn là place order thôi là chồng sẽ để cái schedule làm. Đó, quá ngon luôn. Cua xào gừng hành, mãi vô, nhanh tay lẹ chân thì còn, chậm tay cũng còn luôn. Có ba con à. Đó, ba con mà giờ dục hết một cái mu rồi. Cái mu để trang trí cho nó đẹp thôi, chứ hồi nãy anh Dự anh đã cạo nó ra mấy cái gạch rồi để làm cái sauce á. Chứ để thôi mà mình không cạo cái sauce nó ra cái gạch á thì mình hồi mình chiên nó cũng khô queo khó lắm. Rồi, happy birthday, party dinner in the weekday. Ok, đây. Oops, sorry. Rồi, ready, happy birthday. Rồi, có ai lại khui bánh không? No, để Chem, để mẹ làm. Chem, happy birthday. Rồi. Chem mấy tuổi? Chem 6 tuổi rồi. Holly lên đây đứng. Joseph, come here please. Đó, có neighbor. Bữa nay neighbor đi qua chơi với mình. Anh hai đi vô chính giữa đi coi. Anh hai mặc cái áo này vui quá. Anh hai đi vô đây. Oh, it's a mini. Anh hai mặc cái áo đó. Để cho Chem bật đèn lên đi. Có kia đây nè. Đó. Đó, trời mấy anh đó. Bữa nay bất đề tư Chem. Từ Chem coi chừng cháu. How do you take a match out? Yeah, I know how to do it. Please help me. No, James, we're doing that one. Those are napkins, though? Yeah. No, James, actually, yeah, that's good. Yeah, you flip it right here. Don't chụp hình. Em quay cho em rồi. No, máy máy kia đâu chụp hình. Đâu anh quay nha. Cái máy của ba đâu rồi cho. Để như vậy ba mấy ba đâu? Hình nãy Chem, mấy ba đâu? Chem đưa máy cho mấy. Rồi mẹ đi lên, mẹ đi lên chụp hình. Rồi Chem con đi qua đây với mẹ. Chem qua bên kia. Con hai vô. Con cho bên kia luôn, con luôn. Không ra rét gì đâu. Holly, không nghe Holly. Được rồi, con làm gì lá nó cháy xuống dưới. Con rồi, vô, mà vô, Chem ngồi giữa. Happy birthday.
Rồi con đưa ngồi với lại không? Em đi hay Kevin? Rồi. Rồi con vô đây. Rồi. Lấy mấy cái bánh Holly đó, Holly đó. Holly, where are you? Holly. Cho em vô, cho em vô ngồi đàng hoàng. Cho em vô ngồi đàng hoàng. Cho em vô ngồi kế em. Rồi cho chụp lên, nhâm lên vào, chụp hai em mà, ba em luôn. Cho vô ăn. Cái bánh rồi mọi người. Cái bánh Happy Birthday quay ra, quay qua, quay cái bánh qua. Không có làm như vậy con. Holy fire. Rồi đó cho cái bánh rồi. Chờ lại cho cái kem lại nha. 1, 2, no, hai đứa, một đứa thôi. Một mình chém thôi. 1, 2, nhìn bạn. 1, 2, cái đỉnh nha. 1, 2, rồi, giờ vô. Rồi, Andy hay chém rồi vô. Vô, cho anh. Holy. Nó sợ, nó sợ. Đây, cô anh ẩm Holy. Cô ẩm ra đi, ẩm Holy ra. Rồi, cho anh. Rồi, chân vô luôn, vô cho chú chụp cho. Trần ơi, con ra đây giao cho anh. Trần, con cứ ra, con vô đi. Trần. Không ạ. Lát tắt lửa, chạy ra nó tắt lửa rồi, vô, để cho tụi nhỏ trước đây. Rồi, nhìn đây. Rồi, tụi con nhìn đây nha. 1, 2, 3, cái đỉnh nha. 1, 2, bỏ tay ra, đang chụp mình rút tay vô. 1, 2, good. Rồi. Được chưa? Hát. Chưa. Cả đó, rồi. Rồi, kêu tắt lửa rồi, kêu bác đi ra chụp hình. Tắt lửa, để đó, từ từ. Không có lửa, tắt lửa rồi. How was the match? Để đó. Không ra hả? Tắt lửa rồi con. Chưa làm, chưa hát. No. Fine. Cho mẹ vô chụp tấm hình đi chứ. Cứ để nó quay đi. Đâu, để từ từ đi chụp hình cái đã. John. John, come here. John, just come here. Đi vô đây chụp hình. Yeah, Holly Peter, yes. Con đừng tháo ra, nói nghe lời đi. Rồi, cái này ra. Hết lửa rồi con, hết lửa rồi. Tắt rồi, chú tắt rồi, chú tắt lửa rồi. Con đang chụp hình rồi, tắt lửa rồi. Xí, tắt rồi. Tắt rồi, cho đi chụp hình không? Đi chụp hình của anh nè. Đi chụp hình của anh nè, nhanh lên. Tắt lửa rồi con. No more. No more candle, ok. 1, 2. Kìa là em ngó đây nè em. 1, 2, 3. Rồi, con vô chụp của anh đi. Chụp bánh không? Chụp bánh đứng cái ghế của anh kìa, hết lửa rồi. Thôi, bây giờ chính là để chụp bốn. Rồi, con đứng đây nha. Con chụp được không? Con cầm cái máy, con chụp được không? Con cầm máy cho chú nha. Alvin. Con cầm máy chụp được. Candy. Con bấm cái nút này nha. Nha, bấm cái nút này nha. Ok, rồi. Rồi, cả nhà làm cho ta. Rồi. 1, 2. That seems like a 4 time, like 6, 7, 8. Rồi, tụi con chụp nhau đi. Rồi, 4 người con đi. 1, nhìn đằng mặt. 1, thôi con chìm nhằn mặt. Nhìn từ 6 Nhìn đi, cứ nhìn đi. 1, 2, rồi, good. City face. Yeah, chụp hình với lại anh chó, anh chém. Cho mấy đứa nhận chụp hình nhau đi. Rồi, cho tụi con muốn chụp hình, để chụp với chém đi. Rồi đem rồi cho con sát. Con chắc một cơm. Lấy cái đó ra đi. Lấy cái đó, lấy cái đồ ra rồi đang mang ra ngoài đó. Từ từ, đi ra ngoài kêu cho nó đi sáng. Đi ra đèn nó sáng con. Oh, mẹ vẫn còn livestream. Hết rồi, tháo đèn cài giục luôn rồi. Đúng đèn cài luôn rồi. Ra đây. Ok. Đi đèn cài luôn. Rồi, happy birthday cho chị em đi. Happy birthday to you. Happy birthday to Chamley.
Happy birthday to you. Yeah. Dạ, ho lì vô không? Hết rồi, con Ken đi dục rồi. Em ruột con, em rồi. Rồi, chắc bánh cho con ăn ha. Chắc bánh ăn ha. Con bánh không? Con bánh không? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chém cắt kìa. Con cắt cho mấy em ăn đi. Mà cắt. Can I do the other one? Bye. Chú đâu có đi đâu. Đó. Rồi thôi, ok. Bye bye. Happy birthday cho em. Holy. Đây bạn đây. Có neighbor qua chơi đây. Neighbor mua bánh đem qua tặng cho em đó. Thank you for watching Uncle Sáu. Chị Bike Christine đó. Bữa nay cho em được 6 tuổi rồi, vẫn còn học mẫu giáo. Đó. Bye bye. Đó. Hả? Làm cho Chem đi, Chem làm cho Holly đi. Chem cắt cho Holly một cái. Anh Hai lấy cái muỗng ra giùm anh Hai ơi. Ồ, lấy muỗng để múc bánh đó. Đó, cho Holly. Con mời anh. Phải mời anh chứ. Đó, rồi. Mời Holly, rồi mời cho em. Mời em này nữa, đúng rồi. Đó. Bữa nay là kid party đó. Okay. Nô cầm chắc con. Đó, mời Holly đi đó, đó. Đúng rồi, con lấy thêm cái dĩa nữa con. Yes. Chem đó, thấy chưa, sinh nhật của Chem tự cắt bánh, Chem tự mời khách luôn để coi Chem. Chem ơi, coi chừng chúng cái này đổ, Chem để qua đây. Mẹ biết rồi nhưng mà Chem để nó qua bên. Yeah. Thấy không, mẹ đó. Rồi, đủ rồi. Đó, cái đó cho ai? Bạn. Cho bạn chia bạn đi, chia cho bạn đi, mời bạn đi, con mời bạn. Đó, cho em mời bạn đó. Ok. Ok, rồi bây giờ có mời ba với mời mẹ không? Mời anh Hai không? Còn anh John đâu? Cho anh John nữa chứ. Đó, Út Chem đó, Chem là trai Út rồi. Tư Chem. Vui không Holly? Yeah. Con hát happy birthday anh John. Lấy cái muỗng cho Holly. Nhiều quá. Ok. Cho mẹ hả? Ok, hồi nữa mang. Đó, em mà chấm liếm liếm. Nè. Này của anh hai, cái này của Holly. Còn này của con nè. My name is four. Đi ra lấy Holly husband, right? No, I gave to mom. This is Holly. Mẹ lấy cái khác được rồi. Lấy một cái dĩa khác cho mẹ. What is mine? Nè, của con nè. Cái này của Holly. Lấy muỗng cho Holly. This was not mine. Anh Hai đang ăn. Cái này của con. No. My hand works. Put it back. Chia này của con. Chia rồi.
mine. This is strawberry. No. No. Fine.